nữa. Mày chạy này tuyết bò kêu. Chỉ cần một mình xông qua chiến trường thôi. Hiểu. Xin chào tất cả mọi người. Không biết là các bạn đã sắm sửa cho bản thân đó là những chiếc giày mới hay chưa? Shop Cờ Thủ xin giới thiệu đến tất cả các bạn đó là mẫu giày mới nhất là mẫu giày 2020 bên shop nha. Mình sẽ review qua một loạt. Ví dụ như là mẫu này này. Đó. Tiếp đến là mẫu này. Hoặc là mẫu này. Rồi đến mẫu này. Số lượng hiện tại đang có hạn. Trong đợt này thì shop sẽ hỗ trợ thêm cho các bạn đó là 70% tiền ship khi mà các bạn mua giày. Và free ship khi mà các bạn mua combo giày cộng với cả áo thun bất kỳ nha. Combo mẫu giày cộng với áo thun chỉ là 435k. Rẻ hơn rất là nhiều khi các bạn mua lẻ. Số lượng combo giày cộng áo thì cực kỳ ít nên các bạn đừng bỏ lỡ nha. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Hy vọng rằng các bạn sẽ ủng hộ mình bên shopgthu.com. Ok, bắt đầu tập trung nè. Anh sẽ yêu thương em nhiều hơn. Đầu tư tí đi chứ. Đầu tư xong rồi ra đây ở hả? Bây giờ là một con người con trai chín chắn, một người con trai biết nghĩ thì người ta sẽ không không chơi bời, không gái gú, không cờ bạc, không rượu bia, không nghiện hút đấy. Chúng ta có rất nhiều không 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 ở đây. Đấy nha. Ngày mấy ra Sinatia vậy à? Theo như thông tin thì sẽ là ngày 21 tháng 8. Đánh nhau ghê thế. Nghe nói tặng ạc mà bạn, bạn ơi. Bạn nghe nói thì bạn xem là ngày hôm nào mình tặng ạc chứ ngày hôm nay đâu phải ngày hôm đấy đâu. Mình thông báo như thế nào bạn xem lại clip giúp mình với. Xem lại clip giúp mình với nha. Hôm nay là ngày thứ mấy và mình tặng ạc là ngày thứ mấy thì mọi người phải biết chứ. Thế này. Bắn được cứ dí được. Trời ơi, thôi đúng lắm. Ui thủ vỡ mồm rồi. Đúng lúc thằng dừng nó lên level 4 kìa.
Cứ có là fan mọi người ơi. Sao nữa nào? Có ai vào đây không? Buồn quá, buồn như con chuồn chuồn các bạn ạ. Ép thế này đỡ làm sao nổi. Đây là còn chưa có cung tà ma đâu. Úi giời. Trời ơi, cái gì vậy? Cái gì?